Tôi nói về cái giáo lý tứ đế là ai cũng biết hết ha. Thì khổ đế là biết rồi, tập đế là do kiến tư hoặc là do vô minh nên nó thành tập đế biết rồi. Thì diệt đế tức là tên khác của niết bàn. Rồi đạo đế là 37 phẩm trợ đạo, là những cái pháp phải tu. Tu cái pháp đó để mà diệt trừ cái nguyên nhân của khổ là tập đế. Thế thì diệt trừ tập đế rồi thì khổ đế không còn. Thì còn lại cái gì đó là diệt đế, tức là niết bàn vậy. Thế thì pháp tu như vậy mà để thành A-la-hớn đó, để thành quả là hơn nữa. Còn cái pháp tu của cái người trung thừa là tu pháp thập nhị nhân duyên. Phật dạy rằng là nên quán vô minh, từ vô minh mà có ra hành, hành nó tác dụng sanh ra thức, rồi danh sắc, lục nhập, xúc thọ ái thủ, hữu sanh lão tử, ưu quy khổ não. Thế thì là pháp thập nhị nhân duyên là Phật dạy đó chứ, dạy cho cái hàng mà duyên giác tu đó chứ. Còn cái pháp tứ đế là Phật dạy cho hàng thanh văn tu đó chứ. À, vậy mà mấy cô đọc kinh Bát Nhã mà coi ha. Rồi còn nữa, pháp ngũ uẩn cũng vậy, ngũ uẩn cũng dạy cho cả thanh văn duyên giác. Sự vật bên ngoài toàn bộ vũ trụ vạn hữu sanh ra đều không ngoài ngũ uẩn. Và trong bản thân của con người, một con người như vậy cũng không ngoài ngũ uẩn. Ngũ uẩn mà tạo thành con người này. Thế thì là ngũ uẩn nè, lục nhập nè, thập nhị xứ nè, thập bát giới nè, vô thập nhị nhân duyên nè, và tứ đế nè, đều là Phật dạy. Phật dạy cái pháp để mà tu, để mà quán niệm, để mà hóa giải, để dựa vào đó mà tu tập, để tiến lên cái giải thoát giác ngộ. Nhưng mà rồi tới cái kinh Bát Nhã đó nha, cái người mà tu không Bát Nhã đấy, Phật dạy này, đọc cái bài Bát Nhã Ba La Mật. Sa lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Có nghĩa là này, sao lại mất vật chất chẳng khác không, không tức là hư không á, không có gì á. Còn cái trống không đó, cái hư không nó chẳng khác gì vật chất. Vật chất là không, không là vật chất. Thọ cũng nói như vậy, thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Thọ tức là không, không tức là thọ. Tưởng hành thức cũng vậy, thức chẳng khác không, không chẳng khác thức. Thức là không mà không là thức. Thế là do không như thị là vậy đó. Tức là ngũ uẩn không có gì. Các ông đừng có dựa vào ngũ uẩn đó mà tu tập, mà tư duy, mà quán chiếu. Cái chuyện đó là cái chuyện Như Lai dạy cái bằng khế cơ, chứ không phải khế lý. À, không có khế lý. Cho nên khi mà Quyền Giác thiền sư mà tóm tắt một câu thôi, ở trong tiếng đạo ca, ngũ uẩn phù hư không khứ lai. Ngũ uẩn nó không thật có, nhưng mà nó không phải là nó mất đi đâu. Nó giống như mây nổi trên trời vậy. Mây nổi thì không bao giờ có vận mây nào cố định, hợp lại thành vần mây, rồi lúc tan ra thì không còn miếng mây nào, rồi hợp lại thì nó lại thành mây. Thế thì là mây thì là tan và hợp, hợp và tan, mà khắp vũ trụ mà không bao giờ cái mây nó đi mất ngã nào được hết. Tan đi hết, mất hết ha, cũng là mất hết trong vũ trụ. Từ mất hết trong vũ trụ đó, đủ duyên đủ điều kiện thì hợp lại thành vần mây. Thành vần mây rồi thì mây nó tan, cũng là tan trong vũ trụ. Do chỗ đó cho nên ngũ uẩn phù hư không khứ lại. Vì vậy cho nên cái thân ngũ uẩn này nè, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng nói y như vậy.
Nghĩa là thân ngũ uẩn này không hề có mất. Còn cái sanh diệt đây là sanh diệt, là những cái hiện tượng hữu cùng sanh diệt trong cái bản thể vô cùng. Cho nên không có gì mất hết. Đó, học vậy đó mới gọi là học là chân lý liễu nghĩa đó, gọi là cái lý đấy. Cho nên người ta đạt được cái đó rồi nha, người nào chết cứ chết, không có cái vụ mất đi là mất mát lớn lao, là mất đi là một sự đau buồn vô hạn giỡn à. Đó gọi là đệ tử Phật. Mà cái người đệ tử Phật á là phải nắm giữ vững cái đó. Cái thân của thầy là ngũ uẩn, thân của con mà cũng là ngũ uẩn. Chẳng qua là thầy sanh trước con 50 năm thì bây giờ thầy chết. Mà thầy chết đối với con á, mà con học đạo mà thầy dạy con á, thầy đã có mất mát gì đâu. Ngũ uẩn phù hư không khứ lai hả? Còn tổ quy sanh thì nói rằng là cái người mà tu hành tốt rồi đó, thật bất ổn quy pháp phục, việc đãi thù báo tư ân. Cái người tu hành người ta chết rồi có mất gì đâu, bạc tế tam hữu sanh sanh diệt năng bất thối, Phật giai quyết định khả kỳ. Cái người tu hành mà tốt rồi đó là đời đời người ta không bao giờ bị mất mát lưu sụp gì cái bồ đề tâm của người ta. Và người ta cứ cái thềm bậc đó mà tin lên, đi lên tới cái đỉnh cao của bồ đề vô thượng, niết bàn vô thượng. Giảng lại tam giới chư tăng xuất một vị tha tác tác tác, ta làm mình, thầy sẽ làm, thầy sẽ qua lại trong tam giới, thầy sẽ làm thầy, thầy sẽ là người khuôn mẫu mực thước cho chúng sanh trong tam giới. Thầy nào có mất cái gì đâu. Cho nên là một ông thầy mà đàng hoàng, đứa nào mà khóc hư là phải bất hồn và hờn vậy. Chỉ mặt ta dạy chúng bay cái gì mà bây giờ chúng bay tưởng ta chết hả? Chúng bay nói chúng bay mất mát cái gì? Chúng ta mất đi à, thầy mất đi là chúng bay đau khổ. Tại sao đau khổ? Tụi bay ngu quá mà. Ta dạy tụi bay hồi đó giờ gì? Ta đang giảng lai tam giới chư tăng xuất một vị tha tác. Ta tắt đây là ta qua lại trong tam giới mà ta là người khách. Còn các ngươi mà tôi không tốt là các ngươi là người chủ của tam giới nha. Mà làm chủ của tam giới là cực khổ lắm nha. Còn đây là khách tam giới, khách tới dạ dỗ khuyên can nhắc nhở rồi đi, chứ không bị ràng buộc trong tam giới. Còn người mà tu tập chưa tốt là người chủ trong tam giới, có nghĩa là muốn ra khỏi dục giới cũng không ra được, muốn ra khỏi sắc giới vô sắc giới cũng không ra được, đó là chủ. À, cho nên tôi nói chỗ này là nhiều người nghe chướng lỗ tai lắm, chịu có được. Nói cái ông này ông tu cái đạo gì riết, sao thầy chết nghe cũng không thương, mà bạn chết ông nói cũng không có gì đáng sợ, rồi bản thân ông nói cũng không nghe. Ý tôi nói là bộ tu riết rồi nói làm sao không à? Tu như vậy mới là đúng đó nha, chứ tu gì mà mỗi ngày mà nghĩa là thấy cho nên ta chết chắc lưỡi đau khổ rồi rên rỉ không trúng đâu. Phải hiểu rằng ngũ uẩn phù hư không khứ lai ha, giống như là sống ngoài bong bóng bọt vậy, nó diệt sanh sanh diệt vậy, bạn nó không hề mất thì khóc cái nỗi gì. Mây tan rồi tan đây hợp ở kia, hợp kia tan đây không hề mất. Hợp tan là hợp tan trong vũ trụ bao la, không bao giờ rời cái vũ trụ bao la mà nó mất đi chỗ nào được hết. Cho nên người ta học như vậy, trong cái vô thường người ta vẫn thấy được cái chân thường, trong cái khổ người ta thấy được cái tánh chất là không có gì khổ hết. Đó, cho nên là ngũ uẩn ha, ngũ uẩn dạy không ha. Rồi tới ngũ uẩn người ta lùng nhập thập vị xứ, ta bắt giới, ta thành ra một con người. Thế thì ta nói đầy Xá Lợi Tử: vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nải trí vô ý thức giới, tức là 18 giới. Phật dạy rằng là các ngươi phải thấy nó là cái pháp duyên sanh như quyển. Các ngươi đừng có đau khổ, đừng có lưu luyến, đừng có đam mê những cái đó. Mà chính cái cõi đời này nè nhá, cõi đời này là nó tồn tại, nó hình thành là bởi lục căn, lục trần và lục thức đó. Cho nên người ta niệm Phật, người ta nắm tổ chuỗi 18 hộp, có nghĩa là phải nắm căn trần thức cho vững để mà nhìn hiện tượng sự
sự vật. Cái tính cách của nó là duyên sanh như quyển dạng pháp giai không đó. Cho nên là mua cái sao chuỗi là phải mua cái trí tuệ, mua bằng cái đạo lý, chứ đi mua sao chuỗi mà ngồi mà lần dây để tưởng đâu là tu là vậy đó, tội nghiệp lắm, không có được cái gì đâu. Sao chuỗi đó là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, phải nắm lại sắc thanh hương vị xúc pháp, phải nắm lại rồi nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức ý thức nắm lại, tức là vũ trụ ảnh hưởng này mà nó tồn tại, nó hình thành là do căn tần thức mà nó tác động qua lại, mà ta thấy nó có hiện hữu, nó có tồn tại. Mà tồn tại đó là do cái vọng duyên sinh diệt của con người mà nó tồn tại, nghĩa là nó sinh ra nhiều thứ khổ đau, sinh ra nhiều thứ khổ đau. Giống như tôi nói hồi nãy đó, nghĩa là núi sông nhà cửa vốn không có xoay chuyển đảo lộn, vậy mà do người uống rượu say rượu thành ra thấy núi sông đất đai nhà cửa đảo lộn, là tại con người. Do vậy cho nên là căn tình thức này, tự tánh của nó không có khổ đau. Nắm sâu chuỗi niệm Phật là phải nắm được cái căn tình thức, nắm cái chánh niệm, thì mình sẽ xa lánh, sẽ rời bỏ được những cái khổ đau. Mình sẽ thấy được cái, trong cái vô thường nó có cái thường, trong cái khổ nó có cái lạc, trong cái vô ngã nó có cái ngã, trong cái bất tịnh nó có cái bệnh. Đấy, cái chữ ngã như tôi nói là dù cho mây nó có tan đi đâu, tan không còn thấy nữa ha, nhưng mà cũng tan ở trong cái vũ trụ bao la này thôi. Rồi từ trong cái tan đó ha, duyên khởi đủ điều kiện hợp trở lại, thế thì không hề mất. Mà không hề mất tức là ngã rồi. Đấy, cho nên học rồi nghiên cứu cho tới nỗi sự sinh tử mà ta không còn sợ, mà ta không sợ là do ta nhận thức chân lý, chứ không phải là ta liều mạng. Nhận thức chân lý rất là rõ ràng, chết không có nghĩa là mất, không có nghĩa là hết gì hết. Còn mà đòi sống hoài là trái chân lý rồi, không bao giờ có đâu, không bao giờ có cái đó, đừng có mơ tưởng mất công.